Rồi, ok anh em nhé. Bây giờ Bảo Long sẽ hướng dẫn anh em lắp ráp một con FB Hunter Pro. Chi tiết nó nhiều như nào? Đây, anh em nhìn này. Con nhôm 7015 này, nó mịn chưa? Bóng chưa? Đấy, đầu tiên thì nó luôn các bác phải test lắp cái con đồng vào. Đây, con đồng ở đây. Nó sẽ có cái chốt này. Và cái xi măng. Đây, xi măng đây. Các bác tháo vào nhá. Đây, tháo đồng vào. Đấy. Và ốc đồng xuống này, ốc đồng xuống, còn hơi hờ hờ nhá. Đấy. Xuống cái ti này, ti của nó chọc ngang sang, đây. Chọc sang xong rồi kìm đây vặn qua, đấy và bằng chặt nhá, đây bằng chặt đấy. Đây, em nhìn thấy sim rồi, sim vào mút này, đấy, mút sim này, cho tí dầu mỡ vào cho nó đỡ chân tay này. Cho dầu mỡ vào sau này đỡ nó trơn, thứ hai nữa nó sẽ không ảnh hưởng đến cái tí này anh em nhé, nó ra vào chân chu thì gọi là dầu mỡ đỡ chân tay mà. Đấy, đây nhá, sim em muốn lắp sim N90 nhá. Đây, N90 này không bao giờ lắp sim thường, còn lắp sim xịn nữa. Đấy, N90 đấy, một cái N90 cho bên ngoài này. Đây, cho tí ra chút này, cho tí này đấy. Một cái N90 bé hơn này lắp vào bên bên dưới này, N90 bé hơn lắp bên dưới này đấy, dưới này như hình này đúng không, cho dầu mỡ vào này. Đây, cho dầu mỡ vào bôi trơn này nhá, bôi trơn này, mỡ bò bôi trơn đây. Bôi trơn các bác nhá, bôi trơn xong rồi các bác căn làm sao nhá. Đây, căn làm sao cái lỗ này, nó quay lên trên này, nó quay lên trên nữa, quay giữa, đúng giữa lỗ này, giữa cái lỗ này, để sau này nó vào đúng chỗ cái lỗ này này. Đấy, xuyên đúng lỗ này đấy, xong đẩy vào, đẩy vào. Em thì em lấy cái lục giác đây, lấy cái lục giác này đẩy vào này, đấy đẩy vào, đẩy mạnh xuống đấy. Sau khi đẩy mạnh xuống đây rồi, em nhìn thấy lỗ nó hơi lệch một tí, lấy cái lục giác này em xoay, em lấy cái lục giác con này đút vào trong lỗ, xoay cho nó hơi tròn một tí nhá. Này, anh em lấy lục giác bên trên cũng được, cậy xuống nó tròn cái lỗ. Sau khi tròn lỗ rồi thì anh em cho cái lục giác này vào, đút thẳng vào đây nhá, gõ thoải mái. Đây, gõ. Đây, gõ xuống một tí. Này, kê lên không chảy, gõ nó xuống. Đây, đấy, đấy như này. Bao giờ xem nó tròn lỗ này, đây cái lỗ này, đút lục giác này này, này nó xuống, nó lọt xuống dưới bên dưới nhá, nó tròn lỗ em nhá. Đấy, em thấy nó tròn lỗ rồi này, đút phát lọt xuống luôn này. Đấy, không anh em được đây. Đấy, tròn lỗ luôn. Sau khi mà tròn lỗ hết từ ăn dép, em nhìn ngắm kỹ nhá, kỹ cái lỗ này. Đây, em lấy cái đường pin xoay vào này. Đây, xoay vào này. Anh em nhìn này, anh thấy một cái sáng sáng không? Đấy, anh em nhìn nhá, tròn vo anh em nhá, tròn vo luôn này. Đấy, tròn lỗ chưa, cái ốc đồng chưa, thấy chưa, tròn vo nhá. Sau khi tròn vo xong rồi, đây tròn vo xong rồi, anh em lấy cái ốc lục giác chi nó vào. Đây, chỉ vào đây, chỉ lỗ này, đây nhé, chỉ lỗ này, còn vào, lục con rồi nhé, đây, cái lục này chỉ vặn vào, đấy, vặn chặt vào. Sau khi vặn chặt vào xong đúng không? Đấy, em lấy cái búa,
cái búa này. Đây. Em cũng thích cho dầu mỡ thì cho mỡ này thì cho, không thích cho mỡ thì cho dầu anh em nhá. Em cho mỡ à nhá. Cho mỡ cho nó bôi trơn. Đây. Mình cho trơn bên trong này. Đấy, cho mỡ vào. Cho nó đi ra vào cho nó trơn chu anh em nhá. Cho thêm mỡ vào, dầu mỡ đỡ chân tay mà. Nhớ cho cái lỗ này lên trên nhá. Đây. Cho cái đầu bạc bằng này nhá, đi vào này. Cho lỗ lên trên. Đây. Cho lỗ lên trên, làm sao anh em nhìn này. Nhìn từ trên chỗ này này, đấy, đút từ trên này xuống nó đúng cái lỗ đấy. Xong lép cái lỗ rác này. Đây. Bằng cái lỗ rác này vào. Đây. Bằng cái lỗ rác này. Lọc rác cái bụi này nó rất chỉ dễ. Sau này anh em nào không biết hư hỏng mà không biết tháo ra, đấy nhìn cái video này. Đấy, bạn chặt vào nhá, chặt vào. Đấy, sau khi bạn chặt vào rồi anh em có thể cho thêm tí dầu mỡ này. Quạt vào phần này này. Đấy, phần này, này cho búa nó trơn tru. Sau nó ra vào nó trơn tru anh em nhá. Đấy. Không sao hết, mỡ bò này nó không dính nhiều anh em nhá. Nó không dính như những cái dòng khác. Đấy, em cho ra vào thế nó trơn tru. Đấy. Nó không mút đâu. Nó không mút, sợ anh em cho những cái dòng mỡ khác như keo đập vào nó dính. Nhưng cái mỡ bò này em thấy nó không, nó trơn. Nó trơn nhá, nó không dính. Đấy, sau khi như này xong đúng không? Đấy. Thì tiếp tục anh em lại cho cái thoi với cái tay đoàn này vào này. Đây. Tay đoàn, tay này kẹp đúc vào đây là được này, đúng không? À, lấy con lục giác vặn từ trên vặn xuống. Đây, lục giác này dễ không ấy. Đây. Này xong đúng không? Anh em cho cái thoi đòn, thoi này vào. Đây, cái thoi này thì anh em nhớ cho cái theo chiều hướng này thì cái lỗ sẽ quay xuống này. Đấy, lỗ quay xuống thì kéo búa. Nhá, đây như này nhá, lỗ quay xuống này, hai lỗ này quay xuống dưới này. Đây, nhìn này. Thấy chưa? Và cái con lục giác này vào. Rắc này vào. Rồi. Xong rồi con này thì anh em cho đây. Này. Nhìn này. Đây nhá. Đấy như này. Đấy. Sau khi như thế xong rồi cho cái chốt này vào này. Đấy. Xóm sao đúng lỗ vào thì nó xuống. Chưa đúng lỗ nó chưa xuống đâu. Đấy, đúng lỗ rồi. Xuống, lấy cái gõ gõ một tí nữa nó xuống vừa. Sau khi xuống như này đúng không? Tiếp tục em lại cho mở bò cho vào trong này. Cho mở bò vào. Đấy, cho nó ra vào cho anh em nhớ trước khi này thì cho một cái xi măng nhé. Cái này này. Cho một xi măng đi xong nên nó đóng mở thôi kêu cái chịch này. À, cho một siêu nằm vào đây nhá. Đây. Đấy, đây, cái này nhá. Đóng đúc vào đây. Đúc xuống này. Đấy, anh em nhìn theo em cho mở vào phát cho kéo ra vào chân chua. Đút phát vào chân chua. Đấy, cái này thế đây. Đây, đẩy con đồng xuống này. Đấy. Đẩy con đồng xuống. Đấy, xong. Lấy con ốc con phải qua. Wow.
cho đúng lỗ vào vẫn xuống anh em nhé. À, cái lục giác này. Lục lục giác này. Đấy. Sau khi như này xong đúng không? Đây, như này xong đúng không? Thì anh em sẽ vành ngứa này lên. Kéo cái búa này ra này. Đấy, trên này có con ốc này. Thì chỗ thon này nó thừa một cái lỗ ốc ấy. Cho thêm một con lục giác này vào. Đây. Cho thêm con lục giác này vào này. Vặn vào này, vặn chặt vào nhá. Đây nhá, vặn chặt vào. Cho vào đây, vặn chặt vào. Này, anh em bìa kéo tay đó lên, tay nó đi ra, búa đi ra này, à, theo lên này, đi lên cỏ đúng không? Đấy, đây. Xong rồi thì anh em lấy một cái con kiểu tròn này. Đây, con kiểu tròn này. Đây, con kiểu tròn này. Anh em cho đây, nhá. Cho đây. Đấy, làm sao cái con nhôm tròn tròn này nó bằng, nó vừa bằng mặt nhá, vừa bằng mặt để băng đạn nó ra vào cho nó dễ nhá. Đấy, vừa bằng mặt thôi. Nó cao không được, thấp hơn thì được nhưng mà cao hơn không được. Đấy, sau khi bằng mặt xong rồi thì anh em lấy lục giác tiếp tục bằng qua đây. Lục giác bằng vào đến giữ nhá, vặn vào thì nó giữ. Đấy, giữ em bìa ống tay đòn này, kịch này, thấy chưa, kịch này, đây này, kịch này, ok chưa, rất chi ok. Đấy, kịch này, xong rồi em lấy cái ốc này với cái tay đòn này. Với góc này, bằng vào tay đòn cho nó đẹp. Đấy, nhìn nó bắt mắt. Cái này thì dễ rồi đúng không? Đấy, dễ này. Sau đó thì anh em bắt cái chốt an toàn. À, chốt an toàn đây. Dễ như không. Chi tiết nó hơi nhiều tí, thì ra là anh em phải để ý nhá. Đấy, này. Này, anh em lấy con viên bi này. Viên bi thả vào này, viên bi nhá, thả vào lỗ này. Đấy, một viên bi này. Sau khi viên bi xong rồi thì em trước khi gửi đi cho anh em thì em sẽ có sẵn lò xo này. Đây, có sẵn lò xo, em cắt tầm tầm 3 vòng này. Đấy, 3 vòng con này. Đấy, 3 vòng con này. Tí tí, em thả lò xo vào này, đó xoa vào, lại tiếp tục lấy lục giác con đây, lấy lục giác con này, cho vào đây, vặn vào, in dãy in vào xem được chưa, in dãy vào ok đúng không? Đấy, ok chưa? Đấy, sau in dãy vào ok rồi thì cho cái lò xo. À, cho cái lò xo này vào, lò xo này anh em cũng cho dầu mỡ bôi trơn vào anh em nhá. Nó nói gì nói cho dầu mỡ ở lò xo nó thì đỡ oxy hóa. Đấy, dao vào, thoa dầu vào, thoa dầu vào thì nó oxy hóa, lò xo dùng nó bền nên có dầu mỡ mà đúng không? Tội gì mất bao tiền đâu, cho những cái này mình chăm sóc nó tốt, cứ mình cứ chăm sóc bộ quy tốt là nó khắc sống mình tốt anh em ạ. Đấy. Đấy, cho vào đây. Sau khi cho nó xong vào xong rồi anh em sẽ có một cái định tâm, định tâm lò xo chống công. Đây, định tâm lò xo em chạy đập. Thả
thả tọc phát vào giữa cái lò xo. Đấy, thả tọc phát vào. Sau khi thả tọc rồi thì anh em sẽ nhìn. Đây. Đây. Cục này, cục này. Anh em để nha, nhìn này. Này nhá, để cái dài này này. Đấy. Đây còn ốc chí. Đây. Ốc chí đây. Đây, ốc chí con này. Anh em bật vào. Đấy. Dễ như không ấy. Dễ như cao ve. Sau khi xong rồi thì anh em chùm đây. Chùm đây. Đấy. Ok chưa? Ok chưa? Tháo đây này. Đây, tháo đây. Xong anh em tiếp tục phải lắp cái cục gấp. Cục gấp đây. Đây, cục gấp. Cục gấp thì anh em nhìn này. Đây, cái tròn này vào luôn này. Đây, bắc hai con ốc này là xong. Hai ốc dài này. Sọ xuống đây không, hai ốc ngắn dài dài vừa bé nhé, ốc hai ốc dài bé đây, ốc dài bé đây đấy, dài thả xuống. Xong vặn lục giác vào thôi, cứ đúng lỗ là được. Con này thì không rời lắc bán thì cho anh em rời lắc đập luôn, không rời lắc các bác nhé. Đấy, ốc bắc chiều này thì lấy đâu ra mà rời lắc được, đúng không anh em? Thấy chưa? Như này đúng không? Anh em lấy một cái lò xo này đo từ đến đây này. Em thì em chưa cắt, nhưng mà lúc em gửi cho em thì em đã cắt rồi, thì thành ra anh em về không phải cắt cái này. Đấy, em cắt sẵn này. Đây, cắt sẵn lò xo này. Sau khi cắt sẵn xong rồi thì thả vào, thả vào rồi cho viên bi trên nhé, cho viên bi trên như này nhá. Đấy, đấy, cho viên bi trên. Sau khi cho viên bi trên này xong rồi nhé, đẩy cái này vào. Đấy, đẩy cái này vào. Đây là con ốc. Đây con ốc. Thả vào đây. Tiếp tục vặn. Vặn. Đấy, vặn. Rồi. Xoay chưa? Rồi, em nhìn này. Nhìn này, đây, tăng chỉnh lò số 4 này. Rồi, tăng chỉnh lò số 4 con này thì nó, anh em muốn dài nữa thì cho con này nới ra sau nhá. Con này ra chạy ra sau thì con này đẩy lên trước, càng đẩy lên trước nhiều. Các bác nhá. Hiểu không? Tăng chỉnh chỗ này, tăng chỉnh chỗ này nhá. Đấy. Sau khi xong như này đúng không? Thì em lắp bộ cò. Đây. Cò thì anh nhìn cò này. Em thích cái mảnh con đấy, nó có cái lò xo con này. Đây, lò xo con này. Anh em nhét đúng vào cái kẽ này. Đây. Đây, cho con lò xo nó xuống đúng đúng bằng cái kẽ. Cho nó dễ. Đấy. Lò xo nó giữ luôn. Đấy. Đấy, đây. Lò xo nằm không rơi được lò xo ra này. Chú chưa? Không rơi được ra này, nó kẹp vào trong cái rãnh này, này. Đấy. Anh em cho đến này. Cho chiều này nhá. Đây, nhìn này. Đấy. Lấy cái lục giác. Xuyên từ bên này sang. Cho nó vào lỗ ra. Đấy. Cho nó vào lỗ. Xuyên làm sao cho nó vào lỗ lửa. Đấy, sau khi xuyên sang đúng không? Lấy một cái thằng này. Đây. Lấy một cái thằng này. Xóa từ từ xuống. Đấy. Xong lấy lục giác, đẩy phát này ra là xong. Mộc mắn.
mắn thứ hai cũng thế, cho xuống đây như kẹp đây nhá, anh em nhớ cái chỗ rắn này kẹp đúng lò xo này. Đấy, đúng lò xo kẹp này ra, bạn tiếp tục là cái chốt xuống dẻo đẩy chốt này sang đã bằng là xong. Đây, bây giờ lên búa này, lên búa này, bám búa này, đúng chưa, bám búa này, nhả búa này. Đây, về này. Đấy, nhả búa này, thấy chưa. Ok chưa. Đấy, nó đơn giản, rất chi là đơn giản các bác nhá. Đấy, sau khi như thế xong rồi đúng không, vòng qua đấy. Thế thôi, vòng qua mặt trăng khuyết, cho mặt trăng khuyết vào trước đấy, vặn chỉnh sao cho thẳng đấy, vặn vào. Ui sao dễ như không ấy. Đấy, ui chưa, à, đẹp chưa. Xong rồi bớt cái vòng quà này vào này, à, vẫn hai ốc vào, ốc ngắn này, một con ốc ngắn này, ốc ngắn này, một con ốc lục giác này. Này, một con lục giác này ở đây này, dễ như cho đấy. Đấy, đơn giản, chặt vào đây xong như này xong luôn. Đây, để hướng dẫn anh em là bắt cái lẫy này nhá, lẫy chốt này. Đây, khi em gửi cho anh em thì nó sẽ có cái chốt này. Đây, nhìn này, nhìn anh em thì có cái lỗ không, nền sâu có lỗ không, cho nó vào. Đây, nó vào lấy một cái lò xo này, lấy lục giác này chọc vào lỗ giữa lỗ, thả xuống đúng giữa lỗ này. Đây, thả xuống, thả xuống thì em kẹp nhé, thả xuống lấy cái gì đẩy xuống cho nó kẹp. Đây, lấy lục giác này đẩy cái này xuống cho nó kẹt lại, nó kẹt cái lò xo trong lỗ ấy. Đấy, đấy, đứng như lò xo này, thấy chưa, đứng lò xo này. Đấy, đứng lò xo nhá. Sau khi đứng lò xo xong rồi thì anh em lấy cái này cũng nhìn làm sao cho thẳng lỗ từ trên xuống, thẳng lỗ nhá, thẳng lỗ. Đấy, thẳng lỗ, không thẳng lỗ là không được nha, thẳng lỗ lượng. Thằng lỗ lửa, lửa làm sao lấy lục giác này, xuyên từ này, xuyên từ nhá, lấy lục giác nhá, một người khổ đấy. À, sau rồi xong đúng không, đấy thì anh em là tiếp tục lấy một cái thân này du xuống này, du xuống này, cái gì lục giác gõ cho nó nhanh đấy. Ok chưa? Sau khi xuống này, đây, mở này. Ok chưa? Anh em thích thì cho tí mở đây này, đây, cho tí mở chỗ này này. Đấy, đây. Sau mở đỡ chân tay. Đấy, nó xuống ra vào trơn tru. Đấy, thấy chưa? Cho mở phát kéo nó khác ngay nha. Đấy, cho tí mở vào. Không làm sao hết. Các cụ bảo rồi, nhá. Mình cứ nâng niu nó cho dầu mỡ thường xuyên vào, sau khi mà sau này tháo ra nó nhàn anh em nhé. Đây, ok, tháo ra lắp vào sử dụng nó cũng nhàn, có dầu mỡ mà, sau khi như này đúng không. Đây, anh em sẽ lấy thêm một cái mảnh, cái mảnh đấy là mảnh này đâu nhỉ. Đây, đây mảnh này nhé.
anh em để đúng như này, à, nhìn này, nhìn chưa, như này, lại lấy cái chỗ to đùng, đây, chỗ to đùng xuyên phát từ trên xuống. Anh em nhớ nhìn đúng lỗ nhá, nhìn đúng lỗ đó. Đấy. Rồi, góc này khóa 2 chiều muốn mở ra mở này thì nó mở lên được này. Đấy, chỗ đây nó có một cái con lục giác này để chặn chốt nó không rơi ra này. Đây, chặn chốt không chống rơi ra này. Anh em vặn lục giác này vào. Rồi còn giáp to ra. Bình thường con này thì em vặn sẵn rồi, anh em không phải vặn làm gì cả. Về ra thì vào đăng này, con này vặn trước kia thì nó sẽ trước khi tháo vặn hai con ốc này thì vặn cái này vào trước, lắp cái ốc trước thì nó nhà đỡ mất thời gian, vặn nó dễ hơn. Em thấy nó còn một lòi gõ nó xuống nhé. Gọi nó bằng mặt xong vặn vào cả thế nha. Sau khi vặn chặt đúng không, đây vặn cái bán này vào xem từ cái bán khớp dốc nó có ok không chưa. Đây vặn vào đây, cho cái giỏ mở ra. Cái gì em cho giỏ mở vào, cho giỏ mở vào. Gặp này muốn bẻ sang này, kéo này lên này xuống này, hai chiều này ok nhá, bắn gấp ok sau khi gặp ra này. Đấy, ok chưa, ok chưa. Đấy, này lò xo trong thì lò xo trong thị xã thì bình thường em cắt sẵn cho nem đây, lò xo nhập nhá, em cắt sẵn nó dài tầm đây này, lò xo nem đo này, đo là cái chốt này, này. Cái này nhá, này cũng sim N90 này, sim N90 này, bên ngoài này. N90 này, bên trong cũng N90 này, bên trong này cũng sim nhá, N90 này, luồn cái sim này vào khe này, lùa sim vào khe này. Đấy, lùa sim vào khe, tiếp tục dầu mỡ này. Đấy. Sau khi dầu mỡ xong rồi thì cho một cái tăng giảm hoàn chỉnh một lò xo ti xả đây. Đây, đây nhìn không, đây, cho vào đây. Đây, cho cái ti vào, ti trong này. Đây, cho ti vào đây. Đấy, cho ti vào. Cho ti vào. Bên ngoài để thắng gì, lại là dầu mỡ đỡ chân tay. Đây em thể cho lên những bục riêng này, anh em vặn vào cho nó dễ. Ok chưa, kỹ càng mức độ đấy không thành nữa có mà vứt. Này cho thì em cho cái lò xo này,
nó sẽ đúng giữa tì đấy. Đây. Sau khi xong rồi lấy cái kìm nhọn này vặn này. Cho cái ốc này nhanh này, con này có con ốc to này, ốc to để tăng chỉnh lò xo chống tì nhá. Đây đây tăng chỉnh lò xo chống tì này. Em lên con này em vặn vào cho nó nhanh, đỡ như vặn cái kia. Đây. Hai con nó vặn nó gói mình nhau vặn cho nó nhanh nhá. Đây. 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 Bọn cho nó nhanh. Nên cò cho nó nhìn lò xo. Này hơi nhiều gen. Nhiều gen nó chắc. Đấy, nhiều gen nên dùng nó an toàn. Nhôm mình đã nhôm 7075 rồi. Bực gen thì nhiều thế lầy nữa. Đấy. Sau khi này em lau với cái mỡ ngoài đi, nhìn trông như sáng sủa. Ừ, mỡ ngoài. Sau em tháng này rồi nhá, tháng này về mỗi một cái bộ quy nó chỉ có một con là em nhá. Rồi xong anh em lại nới con này anh em chỉnh tùy theo anh em thích như nào thì anh em chỉnh nhá, không quan trọng anh em thích như nào chỉnh thì chỉnh theo nhu cầu của anh em thế. Đấy, này nới lỏng ra, này vừa vào tới này, cái này nó không xì được, cho nó có xin rồi, rồi đúng chưa? Sau khi như này đúng không? Này. Nhiều. Yeah. Thôi, đơn giản không tay cầm thì lắp vào đây rồi. Đúng không? Còn cái này nữa. Đây. Con này, con quay lên này. Quay lên này. Hai con nóc này. Một con này. Một con này. Cho vào đây này. Hai con này. Thêm con cuốc này. Kim cục này, kim con ốc dài đây, đây, dài đây, dài đây, dài đây, đây. Sao chỉnh như thẳng quy nha, cái này mà không thẳng. Đấy. Đấy. Sau khi như này rồi, cho con này vào. Trước khi cho con vào, cho con này vào nhé. Con đọc dài này. Đấy, xin vào cho nó. Sau nó có đủ mút. Đây và lồng đèn này. Tăng giảm thoải mái. Đấy. Này
cứng. Sau khi vẫn cứng như này đúng không? Đấy, con này vào đi nữa là xong rồi. Nhàn đấy. 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 Lại hai con. Lại hai con lóc này. Ui giời, dễ như không. Chặt vào. Đấy, cái này xoay xoay này làm gì? Lật sang đây lại hai con ốc chí. Đấy. Lại hai con ốc chí ngắn ngắn này vào. Vừa quay vừa tự lắp xong vừa nhặt đồ cứng ngắc này. Em thích nó xoay kiểu gì thì xoay nhá, cái này xoay theo em hơi quặp vào người một tí cho nó ôm. Đấy, em thì hơi quặp vào người, các bác thích như nào thì cứ nới ra xoay thoải mái, xoay theo sở thích của mình mọi người em nhá. Đây này, ok chưa? Đấy. Rồi xong, một combo huy ba lỗ Hunter vừa rồi các bác nhá. Ok chưa? Bấm khung bấm cò. Anh em hạn chế nhá. Không có hơi đừng đập vào trong này nhiều nhá. Không cái ti với không cũng đồng anh em nhá. Không có hơi đừng đập, có hơi đập thoải mái các bác nhá. Này, ok chưa? Xong anh em nhá, xem video hay quên nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhá. Đấy, xin chào anh em.